Hi, xin chào các bạn nha, chào các bạn quay lại channel của mình. Đó, các bạn thấy không? Một cái dợt tennis. Nó dợt như là cái dợt muỗi á. Bây giờ mình sẽ đi dợt muỗi. Lâu rồi không xài cái này. Được phát. À, chưa bật đèn. Rồi xong mình tắt đèn. À, một khúc rồi. Mày quá. Mày. Mày. Có con. Chút nữa mình xuống đây cho mình nói với nhiều. Giờ nó dính chạm mình mới nổ các bạn. Nhiều quá nó cũng kêu yếu. Mấy cái chỗ đồ đây là nhiều lắm.